kênh Nông nghiệp Mekong kính chào quý vị và quý bà con. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý bà con mình một video với nội dung rất là bổ ích đối với quý bà con mình, đặc biệt là với những ai đang quan tâm và tìm hiểu về hệ thống tưới tự động, cũng như cách lắp đặt và cách tính cái vật tư của hệ thống tưới thì sẽ tiến hành như thế nào. Thì trong chuỗi video đầu tiên thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý bà con mình để mà quý bà con mình có thể hình dung được hệ thống tưới tự động thì sẽ bao gồm những gì. Như bà con có thể thấy là một hệ thống tưới tự động thì sẽ bao gồm có 4 phần chính. Đầu tiên là bộ trung tâm, và thứ hai là hệ thống đường ống chính, và thứ ba là hệ thống đường ống nhánh và bét tưới, và phần cuối cùng là phần phụ kiện đi kèm cho hệ thống tưới tự động. Mời quý bà con mình cùng xem qua video thực tế tôi chúng tôi vào quay tại vườn về cái bộ trung tâm. Quý bà con mình có thể xem là cái đầu vô và đầu ra, nếu mà nó chênh lệch 2 mắt thì là lọc đang bình thường, nếu mà nó chênh lệch từ 4 đến 5 mắt trở lên thì quý bà con mình cần phải gỡ lọc ra để vệ sinh, bởi vì lọc nó đang bị nghẹt nên nó mới có chênh lệch lớn. Tiếp nối với bộ trung tâm là hệ thống đường ống chính, thì đường ống chính thì quý bà con mình sẽ sử dụng ống PVC bình minh hoặc hoa sen hoặc đồng nai gì đó, và cái kích thước ống thì tùy thuộc vào cái số lượng mét của vườn. Phần này thì chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết với bà con mình trong video tiếp theo cho phần cách tính hệ vật tư hệ thống tưới sẽ như thế nào. Thì sau đây mời bà con mình sẽ cùng xem thực tế thì hệ thống chính đường ống chính thì sẽ đi như thế nào với video clip thực tế sau đây. Sau khi đã có cái đường ống chính rồi thì tiếp tục là chúng ta sẽ đến cái phần hệ thống đường ống nhánh và bét tưới. Thì ở phần ống nhánh này chúng ta có thể bàn với bà con mình có thể sử dụng ống PE25 hoặc là ống PE20, thì cái này sẽ tùy thuộc vào cái lượng bét tưới ở trong vườn. Do ở video này thì chúng tôi chỉ giới thiệu cho quý bà con mình có thể hình dung được hệ thống tưới tự động thì sẽ bao gồm những gì, nên là về phần sâu bên trong cách tính thì tôi sẽ đề cập đến trong video tiếp theo. Sẽ sử dụng khởi thủy. Khởi thủy ở đây thì sẽ dùng với mũi khoan là mũi khoan 23. Tôi đang tiến hành là khoan mũi khoan 23 và rắn con vào ống chính, đường ống chính để có thể nối cái đường ống nhánh vào đường ống chính. Sau khi đường ống nhánh đã được kết nối với đường ống chính hoàn chỉnh rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành cắm cặp theo kích thước mong muốn. Thông thường thì các bét tưới sẽ có bán kính tối đa là từ 3 đến 3,5 mét, nên là các bét và cây cạnh thì sẽ được đặt cách nhau tầm 3 đến 3,5 mét tùy theo yêu cầu của vườn như chủ vườn mong muốn. Sau khi đã tiến hành cắm cái cặm xong thì chúng ta sẽ kết nối dây tưới 7 ly đối với đường ống nhánh, thì cái này sẽ dùng dùi đục lỗ bấm vào dây 25, dây 20 và nối cái đường dây tưới 7 ly vào. Sẽ quay gần hơn để bà con mình dễ quan sát, thì ở đây thì có là đầu tiên là bét tưới, thì gắn với bét tưới sẽ sử dụng cây cặm. Cây cặm ở đây quý bà con mình có thể sử dụng thì là cặm thủy tinh hoặc là cặm 45 cm.
tinh ở đây thì đang được sử dụng là cộng thủy tinh 1 mét, thì khi cắm xuống thì cắm sẽ cao khoảng là 80 cm. Còn đây là dây túi 7 ly, thì dây túi này sẽ được nối trực tiếp với cái đường ống nhánh được dùng và đầu nối để mà nối vào. Các con mình thấy là rất là chắc chắn thì không có sợ bị sứt. Phần cuối cùng trong hệ thống tưới tự động là phần phụ kiện. Thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý bà con mình sơ lược về các phụ kiện chuyên dụng trong hệ thống tưới. Thì đây đầu tiên là cái phần khởi thủy. Đây là khởi thủy của ống 25. Và tùy vào dây ống, nếu mà ống 20 thì sẽ có khởi thủy 20, ống 25 thì sẽ sử dụng khởi thủy 25. Thì khởi thủy này dùng để nối với cái đường ống phụ vào đường ống chính. Tiếp theo là đầu nối dùng cho dây 7 ly. Thì đầu nối này sẽ dùng để kết nối cái dây túi 7 ly vào đường ống nhánh là ống 25 hoặc ống 20. Và đây là phần bịch đầu ống. Đây là bịch đầu ống 25. Còn vòng số 8 như thế này thì là dùng để bịch đầu ống 20. Thì ở cuối đường dây thì sẽ dùng cái bịch đầu ống này. Còn đây là dùi đục lỗ, dùng để đục lỗ ống BE để mà kết nối cái dây túi 7 ly vào đường ống nhánh. Và đây là van khóa dùng cho dây 7 ly, thì sẽ sử dụng khi mà cái cho dây túi ở trên ngọn dùng để phun thuốc thì dùng van khóa này để khóa lại. Và đây là T nối cho ống 25 hoặc là ống 20 cũng có. Và đây là van khóa cho ống 20 và van khóa ống 25. Rồi thì tôi đã giới thiệu sơ lược cho quý bà con mình các cái phụ kiện trong hệ thống tưới, cũng như các phần trước thì đã giới thiệu tổng quan về các cái thành phần trong hệ thống tưới tự động, để bà con mình có thể hình dung được hệ thống tưới tự động thì sẽ bao gồm những gì. Thì cảm ơn quý bà con mình đã dành thời gian để xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý bà con trong video tiếp theo về hướng dẫn bà con mình cách tính vật tư hệ thống tưới sẽ như thế nào, để một cách chi tiết cho bà con mình có thể tự tính được vật tư cho hệ thống tưới của mình. Cảm ơn quý bà con. Bà con đừng quên là nhớ nhấn vào nút đăng ký ở dưới video để cập nhật các video tiếp theo với thông tin mới nhất của chúng tôi nhé.